gì? Chú lấy màu đỏ cho con nha. Dạ. Wow, ở đây đồ nhiều quá ha. Hồi Tết bán ới nè. Món này của con nè. Để chú lấy đi thử đi. Mày thử sao giờ? Để chú cắm vô thử đi. Để coi chú có ngủ không. Ngủ thì con mới mua chứ. Hả? Con đem về thử đi, tối chú mới ngủ. Dạ, con gửi tiền nè chú. Con 3k. Con không có tiền lẻ hả? Dạ, con không có tiền lẻ. Nhà con xài toàn là tiền chẳng không à. Wow. Chú không cảm. Wow. Chú không có tiền thối rồi, chú cho con thiếu nha. Dạ, vậy cũng được chú. Đúng ý của mẹ con rồi đó. Thôi chú con về. Nhớ nói với mẹ trả cho chú nha. Chú yên tâm đi. Nhà con hồi đó giờ chỉ hứa lợi gia thôi. Hả? Chứ chưa có việc ai bao giờ.